Chào các bạn đã trở lại kênh chuyện ma tác giả hàng bảo Các bạn nghe chuyện nếu thấy hay hãy like, comment cảm xúc cũng như là đăng ký kênh Để tiếp thêm động lực cho bảo các bạn nha Chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều Rồi hôm nay bảo xin mời các bạn cùng nghe qua câu chuyện của em Tâm ở An Giang Câu chuyện này xảy ra khoảng 5 năm trước khi mà em Tâm chỉ có mới 17 tuổi thôi. Và lúc đó là đang đi học à, lớp 11. Em Tâm kể về người anh ruột của mình. À, là anh Hai Thành. Thì à, với tuổi đời đó thì Bảo cũng xưng em thôi. Thì cái em Thành á. Nghỉ học hơi sớm. Nghe nói là hồi đó là chỉ học tới lớp 6 là nghỉ rồi. Nhà thì có hai anh em mà cha mẹ thì vẫn còn vẫn lao động một cách bình thường. À, nói chung là nhà cũng không có phải là thuộc dạng um, nghèo khổ gì. Nói chung là có làm cũng có ăn, cũng có dư được uh, chút ít. Và nói về cái chỗ ở á, ở cái khu mà em Tâm ở khi đó là giống như là uh, hồi là hồi trước á, thì nhà em Tâm ở ngoài mé sông nhưng mà thời điểm đó, đó là nó bị sạt lở, cho nên là người ta mới mở thêm một cái con đường và nó sẽ song song với cái con đường chính ở bên ngoài. Có điều từ cái con đường ngoài á, đi thẳng vô cái con đường ở bên trong á, là nó độ khoảng hơn nửa cái số. Mà cái lúc đó là người ta mở cái đường thường thường ở dưới quê các bạn. Mở đường để cho chuyển dân cư mà người ta sống ở cái khu vực mà bị sạt lở đó. Chuyển vào thì người ta chỉ mở đâm ngang cánh đồng thôi. À, thì à, lúc đó người ta mở ra cũng lâu rồi, cũng 3 năm mấy 4 năm rồi là bà con người ta mới vô trong đó, người ta sống à, khá là đông đúc rồi. Có điều thì cái chỗ của em Tâm khi đó đó được cấp cho một cái nền thì cái nền đó nó không có được um, đông người ở. Có nghĩa là chỗ đó là giống như cách cả chừng mấy chục thước á thì mới có nhà, mà không phải là cách uh, cứ mấy chục thước cái nhà mấy chục thước cái nhà không phải như vậy. Ví dụ cái nhà của em Tâm ở đây cách dài ba chục thước cái có hai ba cái nhà cách dài ba chục thước cái có một cái nhà dài ba chục thước cái có ba bốn cái nhà theo kiểu như vậy thì cái đoạn mà em tâm ở là nó cũng cái dạng là cái như cái đoạn đường đó tổng cộng là bảy cây số đi thì em tâm ở khúc mà giữa giữa ba cây mấy bốn cây đó lỡ ở ngay khúc đó và đặc biệt đó nha từ cái chỗ nhà của em tâm cách đó cỡ chừng là gần một, một cây máy số một cây máy không không tới cây rưỡi số đó thì ở chỗ đó đó nha có một cái nhà cái nhà đó thì hồi trước á lúc mà mơ mở tiếng chân cư thì cái nhà đã vô cắt rất là sớm nhưng mà một thời gian sau á không biết thì cái gia đình đó người ta làm ăn như thế nào thì không biết à, đi nói chung là em tâm không có dành những việc đó gia đình đó mới đi và để cái nhà ở lại có kiểu là đóng cửa đó không phải là nhà hoang tại vì nhà có có chủ đàng hoàng có điều là người ta ít ở thôi người ta đi làm ăn ở cái xứ khác cái nó cũng bộ vắng lâu lắm mà cái gia đình đó ngộ một cái là như vậy nè thường thường nó giống như đi đâu đi mà mỗi năm mà phải về một lần mà sao trong vòng 3 năm nay không có thấy cái gia đình nó về không biết lập nghiệp ở đâu á thì sau này á khi mà hết chuyện này nọ xong thì thời gian dài ba năm trước đó, người ta cũng có về mà người ta bán là cái phần ở đất đó người ta ở sinh sống cố định ở chỗ kia nhưng mà cái thời điểm đó thì họ không có về rồi cái nhà đó đó có cái nhà kế bên nữa nhưng mà cái nhà kế bên thì theo như cái lời chia sẻ của cái ông đó đó là giống như là ông cũng có tiền rồi ông ở đó không biết bằng đêm bằng hôm á ông nói là bằng đêm bằng hôm kỳ lắm hai cái nhà thì chỉ cách nhau là một thước thôi thì ông đêm hôm này nọ vợ chồng nằm ngủ á thì nghe cái tiếng mà giống như thể là là đi ở bên ngoài á chỗ cái chỗ khoảng cách là một thước đó, đó giống như là đi ra đi vô rồi uh, nói chuyện hầm hè hầm hè vậy đó mà nghe không có rõ thì cái ông chủ nhà này nè ông cũng đi ra ông coi coi nhầm khi chỗ này vắng rồi có trộm gì sao mà ông ra ông coi thì ông không có thấy cái gì hết trơn á mà đảo vô trong nhà đó thì làm y vậy đó mà thậm chí những cái giờ trưa nữa nghe giờ giấc trưa mà ngay kiểu mà giờ linh á 12 giờ này nọ thì ổng cũng vẫn nghe cái tiếng như vậy cái không phải riêng mình ổng rồi vợ ổng rồi con ổng cũng nghe cho nên là sợ không có dám ở chỗ đó mà nhà ổng có điều kiện cho nên là cái thời điểm đó là ổng mới đi ra ngoài nhà ngoài ở cắt ngoài chỗ khác ổng ở chứ ổng không có ở trong cái nhà đó nhưng mà nhà cửa của người ta mà lâu lâu cũng về dài ba ngày rồi cũng cho người về dọn dẹp này nọ thì cái chuyện mà tới lui là bình thường thì nghe cái ông đó kể là biết cái nhà này nó có cái vấn đề rồi Thì cũng có người người ta nói là cái ông chủ nhà là ông ta lập nghiệp chỗ khác Chứ đâu phải là người ta ở đây có gặp cái gì Mà hồi đó nha Lúc mà mới mở cái tuyến đường này là cái nhà đó đã vô cắt rồi Có thể nói là cắt là trong cái tớp nhà mà cắt từ đầu tiên á Thế kiểu ngoài đây sạc lỡ người ta ưu tiên cho cắt trước á Cái em Tâm á, thì lúc đó còn đi học cũng không có rành về cái mấy cái vấn đề đó à, Chỉ biết biết vậy thôi Nhưng mà anh của em Tâm á, là à, em Thành á Em Thành thì lúc đó cũng 22-23 tuổi Mà cái kiểu giống như là rất là siêng nha Làm việc thì cứ phụ giúp cha mẹ cũng dữ lắm Mà đặc biệt có con cái á, là thích nhậu Và à, em Tâm cho biết là khi đó Em Thành thích nhậu nhưng mà nhậu thì cứ ở cái lứa tuổi của em á mà nhậu chung nhiều với nhiều cái người bạn. Mà nói chung mấy người bạn đó thì giống như là người ta nhậu nhạc thì cũng bình thường thôi. Không có kiểu mà quậy quọ gì hết. Có điều thì nhậu hoài á, sanh ra cái thói quen. Cho nên là em Thành lúc đó là kiểu bằng ngày nào cũng phải nhậu. Mà nhậu thì giống như cái sức trẻ mà. Đôi ba ngày không sao. Mà nhậu liên tục như vậy á, thì cái sức khỏe nó ảnh hưởng. Dẫn tới cái việc mà làm việc á, nó hay mệt này nọ dữ lắm mà ở nhà khuyên thì em thành không chịu nó giờ con làm thì con nhậu nhẹt cho con đâu quậy quọ ai đâu thì thật sự nghe nhậu nhẹt không hề quậy quọ ai xỉn thì ngủ và ba của hai của em thành á cũng không có la theo kiểu là chỉ kêu hạn chế là những cái sức khỏe bữa nào mà có làm thức sớm làm việc nhiều á thì thôi con uống rất ít chứ đừng có uống nhiều rồi làm sao mà nổi thì chỉ khuyên ở cái mức độ như thế thôi thì em thành nói chung đó giờ cũng không có hổ, hổ hào với cha mẹ không có nhậu nhậu vậy đó xỉn thì về nhà nằm ngủ mình lỡ mà cha mẹ la thì cũng không có trả lời im vậy đó tới sáng cười hề hề à, bình thường nói chung là cái tính cũng rất là tốt có điều thì cái lần đó đó có nghe một cái ông này ông cởi cái ông này là ông chú tịnh ông tên tịnh thì nhà ông á thay vì cái nhà của em tâm với em thành á thì cách cỡ cây okay, máy số là tới cái chỗ cái nhà hoang đó thì cái nhà của ông này nè cách tới hai cây số có nghĩa là ở trước ở phía cái đường sau của cái nhà của em thành là nửa cái số ông thì ông cũng ít đi qua cái con đường vắng đó lắm mà không biết bữa đó ông đi làm sao đó ông đi công chuyện gì đó rồi ông ghé nhà bạn bè hay là đi ra ngoài chạy về nhậu đó thì cái ông mới đi về ông đi về mà không có mai đi ở cái lúc đó đường đó thì nó còn là không có trắng nhựa nó chỉ là để đá bi đó nhỏ này nọ thôi cho đỡ mà cái mùa đó là cái mùa mưa mưa rất là nhiều luôn cái ổng đi về mà ổng chạy chiếc xe chiếc xe của ổng là xe chiếc 67 á mà đường nó sình cái lúc đó là cái giống như là mưa quá mưa đi giờ nó sói hết ba cái cát còn lại ba cái đá bi đều đó còn rất ít cho nên là cái sình lại nó dâng lên cái ổng chạy ổng chạy nó chạy không được rồi À, thì cái ông này ông mới đi lại một cái bụi uh, cây á. có cái đường đi xuống đó, thì ông mới dẫn xe vào trong đó ông giúp chìa khóa ra xong rồi ông mới lấy dơm ông tụ lên có nghĩa là đợi đó đợi ngày mai đi lại lấy chứ bây giờ mà đem chiếc xe này chạy về nhà chạy không được đi bộ về là nó còn ngon hơn là chạy xe nữa tại vì duy nhất cái đoạn đó giống như mấy cái đoạn khác ở nhà cửa người ta có ở thì lỡ mà có ổ gà ổ dịch gì đó thì bà con người ta ra nó tự ra người ta lắp còn cái chỗ đó thì nó vắng quá đâu có ai ở đâu rồi cái đường thì cái đường lúc đó là người ta chưa có làm hoàn thành theo kiểu là giống như là không có chưa có chảy nhựa cái nó bị bể rồi nó sình lầy dữ lắm cao chú Tịnh này ổng thấy như vậy ổng mới lắp cái xe ổng xong đi ổng mới đi lên ổng đi lên ổng đi bộ đi bộ đi bộ một hồi á thì ổng mới đi tới cái nhà mà không may ở mình tạm gọi là cái nhà bảo quang nha chứ không phải là, là nhà bảo quan nhưng mình tạm gọi là bảo quan cho nó dễ kể thì ông đi tới đó thì như đã biết á kế bên cái nhà bỏ hoang đó thì có cái nhà của cái ông chú kia mà bây giờ là gia đình người ta không có ở trong đây có điều thì ông lúc nào cũng cho mở cái bóng đèn à, thì cái bóng đèn ông để ngoài trước cái cái cái, cái, cái trước nhà nè mở cửa ra xong rồi tới cái bóng đèn đó cái ánh sáng từ bên đó thì bóng đèn cũng nhỏ thôi nó chỉ chiếu là la đà là đà qua cái nhà bên đây ông chú tịnh ông đi về tới đó thì tóc ngang mưa lớn quá đi mà nó lạ một điểm như vậy nè đáng lý là cái nhà ở bên kia sao ổng không uh, qua, qua ông chú cái nhà mà người ta mở đèn đó ông không qua ông chú mà ông lại qua cái nhà hoang thì cái lúc đó trong đầu ông suy nghĩ vậy nè cái nhà bên kia đó thì cái nhà người ta cắt cũng im rồi uh, người ta mở đèn này nọ đó mà ông ít đi cái đường này ông cũng không biết là cái nhà của người ta có người ở trong hay không mà cái nhà bên bển thì thấy đồ đạc cũng còn sợ nhầm khi mình đi vô người ta nói mình ăn trộm <laughs> cái kiểu mà tình ngay lý giang á cái ông không chịu ông mới đi qua cái nhà mà hoang á ông đi thẳng vô thì cái nhà hoang này người ta cắt bằng cây cây mà cái lỗi cái tre các bạn tại cái nhà đó thì giống như là người ta lúc đó mới cắt ta cũng cắt đỡ ở đỡ thôi thì bây giờ trải qua mấy năm rồi thì cái nhà nó cũng siêu siêu quẹo như vậy đó nhưng mà có điều á thì mấy cái hàng tre mấy ở trước người ta cũng làm cây bạch đăng mấy cái gọt ở ngoài đó cái ông này thì ông chú thịnh này thì ông đi đâu làm ông cũng đem theo cái giống để mà ông đi vô trong cái việc làm của ông là phải đi vô trong đồng á nói chung là ông làm tầm lâm nghệ hết trơn á thì ông đem cái giọng theo để ông nghỉ trưa giống như mắc vô những cái này cái nọ nè rồi nghỉ trưa ông quen rồi ông đi đâu cũng đem theo cái giọng hết trơn á mà người ta kêu ông là <laughs> cái tên kèm với cái chữ giọng á kêu bằng tịnh giọng tịnh giọng không á cái ông đi vô đó ông ngồi ban đầu ông không có nghĩ tới cái giống nè có điều mưa sao nó dai quá <laughs> mà mưa lớn mà có giông nữa thì cái đường mà làm ở ngang cái cái uh, cánh đồng mà nó trống lắm bởi vậy giông nó làm hì hì rơi lắm cái ông sợ nhầm khi cây cối đồ nó 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 đổ lúc đó là người ta có trồng cây này nọ trơn rồi nhầm khi nó đi nó rất là nguy hiểm cái ông mới ngồi đó ông đục 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 hoài ông đục thì ông dòm vô trong nhà lâu lâu cũng dòm vô nha tại vì nói gì thì nói ông chú tịnh này ông cũng nghe nói là trong cái nhà này nè là nó có ma người ta đồn 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 vậy thôi cái ông kiểu mà sợ thì cũng hơi hơi thôi nhưng mà bây giờ dòm 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 vô thử cái coi sao nha lâu lâu cái dòm vô cái này tối đen tối hù có thấy gì đâu có cái thì lâu lâu làm rộn 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 nó chạy sao sao thì giống như kiểu mấy con chuột cái nhà mà không có ai ở mà mà nhà lại cắt cắt nhà đất nữa và nghe tiếng chuột kêu này nọ dữ lắm Cái ông ngồi ngồi hồi mà mưa Cái bữa đó kêu bằng mưa là nửa tiếng đồng hồ chưa tạnh Mà theo như cái đà là thấy còn mưa lớn lắm thì Thôi ông lấy bây giờ ngồi hoài nó cũng mỏi Tại vì trong về trong người cũng có chút xíu rượu rồi Ông mới lấy cái võng da Ông cột hai cái đầu Cái cột á Ông mới cột nó nằm Ông nằm đỡ Ông nằm tạm lỡ mai hết mưa thì ông về thôi Mà ông canh cái chỗ mà không có không có mưa tạt vô á mà buộc lỏng ra cái giỏng là phải một cây ở chỗ cây cột chính và một cây ở trong cái cánh cửa đó lúc này cái cánh cánh cửa thì mở nha cánh cửa không có đóng hồi trước đóng nhưng mà lâu quá nó mục rồi, 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 rồi nó, nó, rụng rồi cái ông nằm ông nằm cái ông nằm xuống cái ông quay đầu vô bên trong á thì ông thấy bên trong tôi ôm đi nó cũng ớn ớn thôi ông mới quay cái đầu vô trong cái trong nhà ông quay cái chân ra phía bên ngoài chứ tại là, là quay chân vô trong thì cái mặt đối diện với cái nhà bên trong làm sao ớn ớn ông nằm ông ông nằm một hồi một hồi cái kiểu mà lạnh lạnh đi cái ông ngủ quên tại vì cũng ngà ngà người rồi ông ngủ thì ông ngủ cũng được lâu lắm nha cái ông mới nghe kêu nghe kêu là kêu bên lỗ tai á rồi mày ở đâu mà lại đem mày ngủ rồi mẹ ở đâu mà lại mày ngủ thì cái lúc đó đang ngủ mà cho nó là cũng giật mình nó cũng sợ là ở mấy cái nhà cửa của người ta người ta về hay sao đó. Thì chưa có mở con mắt ra nhưng mà cái miệng vẫn trả lời. À, dạ hồi nãy mưa lớn quá tôi chú đỡ trong đây mà bây giờ tôi ngủ quên xin lỗi thông cảm nha. Ông nói dứt lời xong thì ông mới ngồi dậy ông mở con mắt ra. Kiểu mà vừa nói vừa 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 ngồi dậy đó nhưng mà chưa mở mắt nói xong rồi mà mở mở mắt. Mở mắt ra thì ông không có gặp gì hết cái ông dòm tới dòm lui ông không gặp mà lúc này thì mưa tạnh rồi nha cái ông chú tịnh ông nói không lẽ mình uh, ngủ giờ mình nằm mơ mà nghe sao nó, nó, giống như thật quá nhưng mà thôi bây giờ không gặp ai rồi cũng ấn ớn ông mới gỡ đầu giỏng ra đằng ông về thì ông gỡ được một cái đầu giỏng rồi đó còn có một cái đầu giỏng nữa mà cái lúc này thì ông chú tịnh ông đang quay mặt ra phía bên ngoài cái lưng ổng thì ổng quay vô trong nhà ổng đang gỡ 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 cái giỏng này nè tại tối ôm tối, tối, cái đèn bên kia nó sáng sáng chứ đâu có tới nổi mà giờ mình thấy mấy nút thắt bên đây ổng đang gỡ 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 như vậy đó cái ổng cảm giác kìa bịch vô đây nè nó quánh vô cái dài theo kiểu giống như là ai ở phía sau mà chạy tới mà hù bạn như vậy đó quánh vô cái dài một cái ổng giật mình ổng quay lại ổng quay lại thì ổng thấy cái bóng một cái bóng đen thùi lùi mà nó chạy từ cái giống như kiểu mà đang đứng ở sau lưng ổng á mình chạy thắng ra phía sau ổng quảng hồn quảng với ông quăng cái giọng ông chạy ra ngoài ổng chạy ra ngoài ông cách cái 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 cái, cái nhà đó là ra tới cái đường lộ ở đây là cách là mười mấy thước rồi đó là ông đang đứng ở đây mà ông hết hồn ở dưới mà ông quên cái bị đồ ông còn để ở trong cái bị đồ ông đem theo ông đi làm này nọ đó ông mới để ở trong cái chỗ đó đó ngay chỗ cái giọng á bị cái ông mới dòm vô nha ổng dòm vô thì ổng cái kiểu là ổng lưỡng lự tại vì đồ nghề của ổng mà theo như cái lời chia sẻ lúc trước ổng kia ông cởi á là ổng nói mấy cái đồ đó là không có không có là ổng đi làm không có được thế giống như ổng đi bắt ếch mà mấy cái móc ếch này nọ không có làm sao móc rồi có đèn đuốc hay xin lỗi các bạn là có mấy cái dụng cụ mà ổng đặt là cò gì đó mấy cái đó là mấy cái quý quý không à rồi ông thấy như vậy thì ông lưỡng lự ông mới dòm 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 vô hoài vậy đó ông không có thấy thì ông đứng ông niệm phật ông vừa niệm phật mà ông vừa đi vô là ông định là vô là chụp cái vỏ là chạy ra đó còn cái giỏng thì cậy không quan tâm cái giỏng ông đi vô ông đi vô mới ba bốn bước rồi. ở trong nhà là các bạn ô nó chạy ra một cái bóng đen ở trong nhà nó chạy ra mà nó giống như thể là lúc đó nó cho ông thấy mà ông thấy từ ở trong bếp đó, chứ bình thường giờ vô là tối thui à không có thấy ông thấy từ trong bếp nha nó chạy ra mà hai cái tay nó giống kiểu là nó gian ra ông thấy rõ ràng là hai cái tay hai cái, hai cái bóng đen hai bên là giống như hai cái tay vậy đó nó gian ra như nào mà cái nhà này thì rộng rộng là bề ngang là đâu bốn thước đó. thì hai bên vách nó, nó phải cách nhau là, là ông, nếu ông chạy chính giữa đi thì, thì mỗi bên là hai thước vậy mà ông thấy hai cái tay nó từ hai bên vách thì nó cao cao nó chạy ra Trời ơi đất ơi ông quảng hòn quảng vía là ông cắm đầu ông chạy Ông chạy mà té lên té xuống bự, xin lầy không à Ông chạy từ đó đó nha Mà ông chạy được đâu khoảng một trăm mấy chục thước á Thì tới chỗ đó có nhà Ông không dám quay mặt lại Nhưng mà ông nghe cái tiếng giống như là người ta mà đi á Đang đi trên cái đường mà cái đường nó có ổ gà nó có nước á Đi chạy chèm chẹp chè vô đó Ông nghe phía sau lưng cái chèm chẹp chè, giống như là ông rượt theo cái đó ông trai là thì ông gặp cái nhà đó mà mai Cái nhà đó bữa đó người ta có cái đám gì đó cái đám tiệc gì đó mà người ta ở lại người ta nhậu cái giờ đó thì cũng nghỉ nhậu rồi nhưng mà cái kiểu mà ngồi nói chuyện chơi rồi đem trà nước rồi ra ăn ăn bánh rồi ăn cháo này nọ nói chung là, là 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 cái bữa đó cái tiệc vui cho nên là người ta mới à, thức khuya như vậy thì ông gặp rồi ông mới chạy vô thì mấy người này mới chạy ra hỏi trời ơi cái ông này tôi biết nè cái ông này nhà ông ông tỉnh dẫm nè nhà ổng ở cách đây gần hai cái số á người ta mới hỏi ông sao mà lúc này ông mới năn nỉ ông nói trời ơi ông biết tôi thì ông làm ơn làm phước ông giúp giùm tôi một chuyện hỏi giúp chuyện gì ông nói cho tôi vô trong nhà tôi tắm giữa rồi á bây giờ nếu mà mấy anh thương á thì thôi mấy anh đưa tôi về tới nhà tôi rồi mấy anh lấy tiền tôi cũng trả nữa Còn không thôi á Thì mấy anh làm ơn mấy anh cho tôi ngủ nhờ lại Mà hỏi thì không có nói Chỉ nói vậy thôi Mà thấy cái kiểu mà cả người ổng mà uh, Kêu bằng té mà kêu bằng rướm máu này nọ Người ta thấy người ta cũng tội Mà người ta cái chỗ cũng biết nhau mà Cái mấy ông này mới nói là Anh em tôi thì cũng giống như là nhậu cũng xỉn rồi Thì thôi bây giờ anh ở đó lại trong nhà anh ngủ đỡ đi Mấy anh em tôi ngủ chung nè À, mà bữa nay á là mấy tôi ngồi nhậu xong mấy tôi phái ngủ uh, cái cái, cái hiên bên ngoài lắm mưa nó không có tạt vô được cái hiên nhà nó làm dài ra ngoài á Thì cái ông chủ Tình này ông nói trời ơi anh thương anh thương cho chót anh cho tôi ngủ cho cái bọn ngựa trong này đi Thì thấy như vậy chủ nhà nó thấy ông này là cũng biết đó nha nhưng mà giống như cái chuyện mà ông không muốn nói rồi Có điều thì uh, người ta cũng lo là không biết là ông này ông có làm cái chuyện gì không hay là có là xích mít gì với ai rồi ban đêm ban hôm mà đánh nhau hay gì đó là bị người ta rượt này nọ không dám cãi, cái cũng hơi lo lo nhưng mà xỉn rượu hết rồi đâu ai dám đưa về trời mưa trơn trời kia lắm đâu chạy xe được cái họ mới cho ngủ lại cho ngủ lại ông chú tình này ông ngủ cho ông nói vô tiếng ngủ chúng đâu có ngủ đâu ông vô ông nằm ông mặc được cái bộ đồ của ông chủ nhà cho tắm xong mà mặc cái bộ đồ khác á ông vô ông đó ông nằm Ông nằm mà ông kêu bằng cả đêm luôn Ông nhắm mắt ông đợi đó chứ ông ngủ không có được Không có ngủ quên gì cả Tới sáng luôn là thức trắng tới sáng Tới khi mấy con gà nó gái Ông chưa dám đi ra nữa Ông đợi cho sáng hẳn rồi đó Mấy ông này là kêu bằng xỉn dụ mà ngủ lâu lắm Ông nằm ông đợi cho sáng hẳn Rồi ông đi ra ông cảm ơn Ông cảm ơn chủ nhà đi Cái ông mới về nhà ổng Về nhà ông mới sai là đứa con của ông á Là đi mua một số trái cây là đem qua bên đây để cảm ơn, Chứ ông không có đi qua. Là ông giờ nghe ông bệnh liên liên tục ba ngày trời ông mới hết. kiểu mà sợ quá giờ kiểu mà dầm mưa té lên té xuống bằng đêm tắm giờ không biết làm sao đó mà quảng qua ông sợ ông bệnh ba ngày. ông bệnh ba ngày rồi vậy mà cả tháng sau ông mới dám cởi. ông đi ra quán ông cởi. thì cái lúc mà ông ra quán ông cởi là cái bữa đó ông nhậu ông mới cởi chứ không phải bình thường ông cởi đâu. ông không dám cởi tại nó không cởi mà còn bệnh vậy đó nhưng mà kiểu mà nhậu nhậu vô ba mớ á cái không thấy sợ cái ông nào ông cởi đi thì trong cái lúc mà ông ngồi cái quán nhậu ông còn ông cởi thì cái nhóm bạn của cái em thành này cũng đang ngồi nhậu ở cái bàn gần đó và cũng biết cái ông ông ông, ông chú tịnh võng này cái ông cởi ông cởi kêu bằng là ông cởi dữ lắm nha cái mấy người ở đây nghe nè bay 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 đó giờ tao nghe chỗ đó vậy đó có 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 dòng có ma mà không phải duyên ông chú này ông cởi đâu còn nhiều người cởi lắm người ta nói chỗ đó người ta sợ người ta không dám đi thì cái nhóm bạn là chỉ nói với nhau chút xíu vậy thôi một hồi cái em chú tịnh này ông đi về rồi ông về rồi thì cái quán nguyên cái quán còn là có cái nhóm người của uh, em Thành nè à. em Thành với lại là bốn người bạn của mình là tổng cộng 5 người đó thì trong đó có một cái anh anh tên tiếng anh này thì lớn tuổi hơn ảnh lúc đó là cỡ 28 tuổi thì nói chuyện qua lại với nhau một hồi đó thì cũng nhậu nhậu cho tới khuya là lúc đó là nhớ là đông 10 giờ mấy gần một giờ đó thì mấy cái người bạn mới chuyển sang cái chủ đề là nói chuyện cái tâm linh là mới kể là cái chuyện của ông chú giọng hồi nãy à, chú tịnh giọng hồi nãy cái anh tiến này nè anh mới dỗ ngực anh nói là bây giờ máy bay nói như vậy phải không thì thôi bây giờ đêm nay tao ngủ ngoài đó là thử có chuyện gì không mới bay dám đố tao không thì em thành với ba người bạn nữa thì nói bây giờ nếu mà anh tiến đi là chỗ đó ngủ tới sáng thì bây giờ á anh ra ngoài đó anh ngủ tôi tụi tôi sẽ hùng lại cứ mỗi đứa vậy đó là đãi anh nhậu một tuần là bốn đứa được một tháng rồi anh tiến này mới nói là thôi khỏi 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 cần tháng như chứ tao ngủ ngoài đó mới bay chỉ cần đẩy tao bốn ngày thôi đó, thì tất cả những người bạn đồng ý cái anh tiến này mới đi ra ngoài đó anh đi ra ngoài đó để mà anh anh ngủ thì thật sự cái lần đó anh tiến ra ngoài anh ngủ nha anh đi ra anh đem theo cái giọng nè cái giọng mà cái loại giọng mà mình chùm lại mũi không có chích đó rồi anh đi ra ngoài đó anh ngủ thật sự anh ngủ tại vì cái đêm đó đó là cái nhà cưới bên đó các bạn người ta có ở đó mà gia đình gia đình ta về, người ta, về người ta người ta người ta dọn dẹp nhà cửa đó người ta ở lại người ta ngủ là người ta ngủ cả gia đình ngủ chung chứ không ai dám ngủ mình thì cái anh tiếng này là đó anh ngủ thì cái gia đình đó xác nhận <laughs> là thằng này nó có ngủ Hồi sáng người ta còn hỏi nữa mà nó trời sao mày gan quá vậy một mình hơn mà mày dám vô đó mà giăng giọng mà nằm mày ngủ trời ơi tôi ngủ phay 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 tới sáng tôi có thấy cái gì đâu mà đó giờ cứ đồn đại có ma này nọ chứ ma cỏ gì thời buổi này ma cỏ gì thì nhóm bạn của em 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 thành á thì bắt đầu là hùng tiền với nhau lại là đãi cho cái anh tiến này thật sự đãi đúng 4 ngày kêu bằng ăn đồ ngon đó À, cứ đãi bình thường như vậy thì bạn bè mới nói chuyện với nhau trời ơi vậy là ông chú thịnh tịnh giọng này ông nói dốc rồi chứ làm gì ông mới có một tháng trước vậy đó mà mà thà, đêm qua đó anh tiến anh ra ngoài đó anh nằm anh ngủ anh không không gặp gì hết hỏi gặp gì là anh tiến này nói là không gặp bất cứ một cái gì hết bình thường được 4 ngày nhậu thoải mái phải ra thì bắn đi đâu cỡ nửa năm á có cái, cái bà này nè cái bà này thì à, theo như cái lời chia sẻ của em Tâm không có nhớ tên tại vì bà không có sống ở đây bà sống còn sống ở cái đường bên ngoài cái đường lỡ mỗi lần nhà bà cũng mới xong nhưng mà bà ở trong đồng mà có cái nhà của con cái trong đồng bà ở trong đồng mà không có vô đây nhưng mà lâu lâu á thì à, tới mà cái mùa lúa đó thì bà thứ hai bảo sẽ kêu là bà hai thì tới mùa lúa bà hai sẽ đi vô để mà mót lúa mới làm cái nghề mót lúa mà mót lúa thì các bạn phải biết tranh thủ đi sớm đi sớm râu rồi, rồi đó là mình xin người ta là ờ à, anh à, bữa nay công lúa này của anh anh cắt á, thì, thì cho cho tôi mót tại vì sau này người ta cắt cắt liên hợp các bạn người ta không có cắt theo kiểu cắt tay như hồi trước mà hồi trước các tay là đi còn sớm nữa đó còn bây giờ là là, là cắt liên hợp cho nên nói tiếng là đi sớm á là cỡ 4 giờ mấy à là đã sớm rồi đó chứ hồi trước á là đi là phải một hai giờ á đi sẵn vô trong đó là xin người ta trước cái bà mới đi vô và mót lúa đi sáng bà mót bà mót thì bữa đó bà xin được mấy cái công mà ông này ông làm mà đắt rất là nhiều mà ông cắt thì ông cắt chởi nữa cái vô mới cắt mà cái thời điểm đó là chưa có, có có, sợ thời tiết nha các bạn sau này người ta là đúng 10 giờ người ta mới cắt tầm 10 giờ trở đi là nó có nắng rồi nó ráo rồi đó người ta mới cắt về người ta căng mà hồi đó này chưa cái thời điểm đó chỗ đó cắt lúa là chưa cứ mà sáng là là thêm bữa tháng này mà ít xương là người ta cắt à cái bà hai bà mới làm bà làm hoàng quại hoàng quại cả ngày trời á thì nó xong Các bạn đi về bình thường không có gì cái qua ngày hôm sau á bà cũng đi vô bà bà làm tiếp cái nghề mà ngay mùa lúa là phải tranh thủ thì bà đi vô bà làm cho tới chiều á thì cái công này nè công đất của ổng quá nhiều ổng đâu gỡ ba bốn chục công lắm mà ổng cắt chởi mà cái máy cắt á lại có một máy à cho nên là nó dây dưa nó dây dưa cho tới mà sập tối luôn máy mà người ta chạy để sập tối là, 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 là mới xong á thì có nghĩa là cái người mà đi mót á là làm được chừng một phần không tới một phần 10 nữa. mà tiếc nếu mà mình về rồi đó sáng người ta biết á người ta biết là công đắc của cái ông này là 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 cắt chởi nè ngày mai người ta vô người ta mót thì người ta sẽ mót được nhiều cái bà tiếc quá đi mà hồi đó thì bà hai này bà mới không có xài điện thoại bà mới nhờ cái người quen á là nhắn giùm về nhà À, bữa nay là bà về trễ Bà định là ráng 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 cho tới 9-10 giờ hờ tối rồi đó bà về Thì mót xong rồi cũng đâu có, có đội về nổi đâu Chỉ là để giờ lấy dơm tủ lên Rồi qua bữa sau vô sớm làm tiếp Kiểu mà tiếc sợ ngày mai người ta biết người, người ta mót Cái bà mới làm chở xong cái bà đi về Thì cái lúc mà bà đi về đó là trên tay còn cầm cái bao, Cái bao không nha bà không có đựng chỉ có đựng là uh, mấy cái loại mà, mấy cái đồ ăn mà bà dở với đem bà hai bà dở với đem theo bà ăn mà lúc này hết hết đồ ăn rồi là chỉ là mấy cái khay rồi uh, còn không vậy đó với bình nước uh, với mấy cái khăn bà tròn trên trên đầu thì bây giờ bà, bà, bà để vô hết trong trong bà mới đi về thì cái tay cầm cái cái bao còn cái tay kia cầm cái cây cả lọ mọ lọ mọ đi về mà đi về nhanh nhất á, là phải đi ngang cái con đường mà có cái nhà hoang đó cách cái nhà hang khoảng cái tầm là một cây số thì nó có cái ngã rẽ ra cái ngã rẽ này sẽ đi thẳng về nhà của bà à, thì bà mới chọn cái con đường đó bà đi bà chọn bà đi cái bà đang đi đang đi như vậy thì tháng này nó qua cái tháng mưa rồi cho nên là không có mưa gió gì cả đi bình thường cái bà đi bà cứ dòm trước dòm sau để bà coi coi là ở có ai người ta Uh, đi về mà một mình hay gì đó thì bà có gian người ta về nói là một cây số nó rất là ngắn chứ không có phải là quá dài nhưng mà làm cả ngày trời mà các bạn mệt rất là mệt chân cẳng dở lên muốn không nổi bà lại lớn tuổi nữa các bạn mới dòm dòm trước dòm sau nọ bây giờ mà không thấy ai về cũng uh, mỏi đi giờ đi, đi đi ra tới cái đầu bờ ngoài đây, đây để mà đi về rồi chuẩn bị đi là, là nó mỏi rồi thì bà mới ráng mà đi bà đi một hồi cái bà tới cái chỗ uh, cái nhà, cái nhà hoang đó đó bà mỏi quá bà chị không nổi mà lúc đó là tâm trí là là không có nhớ tới cái việc ở đây hồi đó giờ là cũng nghe nghe phong phanh không à bà mới nghĩ là thôi bây giờ mình vô mình ngồi nghỉ chứ bây giờ đi đi sao nổi đó. thì bà mới đi vô bà đi vô cái bà ngồi nghỉ thì bà không có ngồi ở bên cái nhà hoang nha bà mới qua cái nhà cưới bên bà ngồi là cái nhà đó là lúc này còn có bóng đèn á Bà ngồi chỗ đó thì bà vô bà bà mới kêu mấy tiếng á Bà nói là ờ, có ai ở nhà không cho là ngồi ké Nhưng mà lúc đó thì cái nhà đó không có ai đó hết trơn á Bà vô bà kêu mấy tiếng trời mà không ai trả lời Một mình ơn mà ngồi đó thì nó cũng Đối như mà người bình thường mình ớn mình đâu có dám ngồi Còn bà hai thì bà quen rồi Quen kiểu mà đi đêm làm này kia rồi bà không có sợ Cái bà mới vô bà ngồi Bà ngồi cái bà nghỉ mệt Thì cái, cái lúc mà để cái bao xuống á Thì cái thói quen của cái người già mà ưa thẳng cái giòi và cái bóp 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 cái cái đầu gối vậy nè bà đang bóp 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 như vậy cái bà mới thấy nha cái mặt hơi cúi cúi xuống như bà bà cái kiểu mà mà mình đang cúi xuống mình bóp bóp cái giò vậy nè thì mình có cái gì mà đi ngang ở phía trước mình nữa là mình cảm giác được bà đang bóp bóp á thì bà cảm giác được là ở cách bà ở hai thước thì hai thước là tới cái đường hẻm mà ngăn cách một mét ngăn cách giữa hai cái nhà đó làm như có người nha có người đi 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 vô cái hẻm cái bà hai bấm mới ngước mặt lên bà dòm coi thì bà thấy cái bóng đó là mới vừa đi khuất ra phía sau tại vì cái chỗ của bà ngồi thì bà dựa từ trong mà dựa vô cái cái vách cái vách nhà đó mà hướng mắt ra bên ngoài và bà cảm giác được là có người đang đi ha, à, đi cách bà hai thước mà đi vô cái hẻm một mét đó đó tới chừng mà bà ngước mắt lên bà dòm thì bà thấy cái bóng nó khuất vô bên trong rồi thì bà mới nghĩ đây là chủ nhà Bà nghĩ là chủ nhà bà phải lên tiếng mà xin người ta Cái bà hai bà mới ráng mà đứng dậy mà kiểu mà người già mà đang mỏi mệt nữa mà Đứng dậy thì nó cũng hơi lâu Thay vì mình bên bật vậy cái là tốn nhận dài dây là mình bước Kiểu hai thước bước hai bước là tới rồi Còn bà hai thì chân cẳng bà yếu mà bây giờ bà đang mệt nữa cái bà mới đứng dậy thì trong cái lúc mà bà làm xong nó cũng tốn mất cả 10 giây á Thì bà mới bước ra được tới chỗ đó bà mới dòm ra phía sau bà mới lên tiếng bà nói là cô chú gì ơi tôi uh, lỡ đường cho tôi ngồi uh, nghỉ mệt rồi tôi đi theo kiểu là muốn hỏi lỡ mấy người ta trả lời rồi xin người ta miếng nước Chứ tại vì bà làm cũng tới chiều bà hết nước rồi ừ ngồi đi nghe trả lời là ừ ngồi đi bà hai bà mới mừng rồi bà mới lên tiếng là bà xin nước bà nói bà nghe cái tiếng đàn ông nghe cái bà mới nói á là chú ơi cho tôi xin miếng nước tại vì cái giọng của người đàn ông này trả lời bà là đoán chừng bốn mươi mấy tuổi à còn bà lúc đó bà đã năm mốt năm hai rồi Thì kiểu mà người miền tây người ta xưng cái người nhỏ hơn mình mà không quen biết á nhỏ tuổi hơn người ta kêu bằng chú này chú nọ chú ơi chú cho tôi xin miếng nước tôi làm giờ chởi tôi không có nước uống cái không có thấy trả lời mà lúc đó thì bà hai bá dòm vô thì bà thấy là là, là đâu có thấy được cái hình dáng đâu hồi nãy là, là chỉ nghe tiếng trả lời thôi không có thấy hình thì bà mới nghĩ là ừ, ở phía sau nhà này nó tại vì nó to, to đen à cái bóng đèn đâu có dõi vô nó được thì chắc là cái nhà này có cái lại cái cửa sau cái ông chủ nhà mới đi vô cửa sau tại thấy mình ngồi cửa trước này nó ông sợ mình ngại thì lúc đó bà hai bà nghĩ như vậy cái bà mới lên tiếng bà xin bà xin thì không có trả lời không có trả lời bà bà hai bà mới nghĩ là ừ chắc ông này ông không có nghe cái chú này chú không có nghe thì thôi mình đi xuống dưới mình xin chứ bây giờ khác quá khác à bà hai bà mới đi vòng ra mới đi thẳng xuống dưới cái lúc bà đi á thì bà có cầm theo cái cây đang bà làm bà bỏ cái đường này bà đâu có biết là ở cái cái hẻm này người ta có để đồ gì không mà tối thua sao thấy cái bà mới khó cộp cập cập xuống vậy nè tới chừng mà bà đi ra tới phía sau á thì bà hơi giật mình một cái là ở phía sau này á cái nhà này là tường không. Còn cái sau đít nhà là giàu hàng cái cái băng mà mấy cái gai B40 gì đó là không có đi vô được, có nghĩa là cái người này không thể nào đi vô trong cái tường này được. Đã đào bít ra rồi. Thì bà mới vô tình bà mới dòm vào bên tay phải, tức là cái nhà hoang đó thì cái cửa bếp của cái nhà hoang đó thì bây giờ nó đã sập rồi nó sập và có thể bước ra bước vô được. Cái bà mới giật mình bà nói ủa. Vậy là cái chú hồi nãy đi vô cái nhà này chứ đâu phải nhà bên đây. Mà cái nhà này là hình như cái nhà quan. Thì lúc này nè nghe bà hai mới nhớ lại được là cái nhà quan đó. Chứ cái lúc đó mệt quá đi vô cứ đi rồi nhìn thẳng vô cái nhà bên đây không, cũng nghe phong phanh nhưng mà lúc đó không có nhớ. Cái bà hai mới giật mình bà hai mới dòm vô kiểu mà, mà kiểu mà người ta cái phản xạ tự nhiên á, người ta vừa nhớ ra cái ta mới dòm vô trong nhà ta coi có gì không, thì dòm vô trong nhà trời đất ơi từ cái chỗ mà bà đứng là cái cửa bếp sau nha, thì cái nhà bếp ở dưới quê á, nó người ta hay làm như vậy nè, hồi lúc đó là cái nhà này cũng nấu lò củi đi, thì người ta hay làm là kiểu mà ta thục ra phía sau chút xíu là ta để cái cái ống khói ở đó đó, mà lúc nào cái ống khói là cũng nằm ở bên phía bên trong, <laughs> chứ không có lấy từ ở ngoài trước đi thẳng vô trong bếp thì không có thấy ống khói đâu thì nó nằm ở bên trong trọng ở bên tay phải á bà mới dòm lại chỗ đó thì bà thấy ngồi trên cái lò đáng lý nghe là tối hù không có đèn đuốc kia chân á mà ban đêm ban hôm nó tối dữ lắm trong nhà nó lại cực kỳ tối vậy mà bà dòm qua bà lại thấy bà thấy ngồi một cục thù lừ vậy đó mà ngồi ở trên cái bếp lò luôn mới ghê trời ơi trời đã tối hù tối thui rồi mà cho thấy đến nỗi là dòm thấy ngồi trên bếp lò luôn ngồi một cục thù lù vậy đó nha có điều là không thấy mặt đen thù lùi ngồi một cục vậy đó bà hai bà hơi giật mình nhưng mà bà nghĩ là ừ chắc là cái nhà này nó nó quan rồi làm khi người ta để cái đồ gì nó ra cái hình thù như vậy thì mới có suy nghĩ vậy thôi vừa định suy nghĩ xong là định đi ra đó chứ đều đứng đây mình coi gì giờ mà không biết là cái, cái 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 cái, chú hồi nãy đi đâu cái nhóm vậy thì trời đã hết hồn các bạn hồi nãy là thấy ngồi nha nhưng mà theo cái kiểu là ở ừ, chắc cái người này là ngồi ở trên cái cái lò nhưng mà thật sự không phải ngồi bên cạnh cái lò bây giờ đứng lên đó, thì ông đứng đụng cái nóc mà cái nóc đó là nó cao là phải hai mét mấy hai mét hai mét 2. đứng lên một cục thụ lù vậy nè đen thùi lùi cừ sát sát ra các bạn không được không làm gì chân á mà đứng lên một cái là bà nói rõ nhớ rõ ràng nha đụng lên trên cái nóc vậy đó cái bóng đen vậy đó cho bà thấy mà bà hai bà chưa bao giờ rất là gan em nhưng mà chưa bao giờ gặp cái cảnh tượng đáng sợ như vậy bà la lên rồi bà chạy bà la quỷ quỷ tôi là bà không có nói là ma nữa không có ma gì mà nó làm tới cái mức độ như vậy bà mới la lên rồi đó quỷ 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 bà chạy ra ngoài đây mà bà hai thì bà xui hơn cái ông chú tịnh ông chú tịnh thì ông chạy rồi ông gặp còn gặp người ta ngồi nhậu còn bà hai mới chạy về bà đâu có gặp đâu mà không lúc đó bà hai bà sau này bà kể lại nghe là bà nói là nó rượt nó không giống như cái ông chú tịnh lúc trước là ông không quay mặt lại còn này bà hai bà sợ bà vừa chạy bà vừa quay mặt bà thấy cái bóng rất là bự nghe mà đen thùi lui à bà nghe tiếng cười nó cười giống như cười nó cười là nó, nó, nó rượt theo bà nó cười đó mà nó chạy theo kiểu lấp xúp lấp xúp mà bà diễn tả giống như cái kiểu là cái người ta mà đi hai hàng á mà chạy theo tướng khơm khơm á sụp sụp như này mà nó còn bự chanh banh bà nhớ vậy thôi thì bà nó nó đó, là quá quản rồi chỉ nhớ được như vậy thì cắm đầu chạy mà chạy là cứ nghe vừa 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 bà bà bà, 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 bà sao hết chứ? bà cười cười hoài luôn nha mà lúc này thì bà hai bà hoảng bà sợ bà không có dám mà không còn nhớ gì tới cái việc mà chạy là đập cửa người ta là xin người ta này nọ không có nhớ bà chạy hai chạy thậm chí mà chạy qua cái cái ngã rẽ đó để bây giờ nhà bà đó bà chạy hoài luôn bà chạy 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 tới hơn là bà chạy tới cái chỗ đó con cái quán nhậu là từ cái quán nhậu đó đó nha tới cái ngã rẽ của bà hai đó là nó cách ba cái số đó. tức là bà chạy mà từ chỗ ngã rẽ đó tới chỗ cái, cái nhà hoa làm cái máy số là tổng cộng gần năm cái số đó mà bà hai bà sau này bà cởi bà nói là bà bà không biết làm sao mà bữa đó bà có cái sức lực mà bà chạy được cả gần năm cái số chạy thì không có nhanh mà lúc đó quản rồi cứ chạy 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 thôi mà năm cái số thì các bạn biết rồi nhà cửa đó chỉ có cách là uh, mấy chục thước một trăm thước một trăm ngoài thước là, là, là có nhà rồi mà chạy gần năm cây số mà lại không có nghĩ tới cái chuyện mà mà kêu bà con hàng xóm cái này nọ không có kêu người ta đập cửa nó không có nhớ là lúc đó nó làm làm chí nó làm bà ấy vậy đó nó làm bà rối loạn rồi nó làm cho bà chạy hoài chạy hoài chạy hoài vậy đó thì tới cái quán nhậu rồi bà gặp cái đèn sáng mà lúc này thì trong cái quán nhậu đó là người ta đi về hết rồi là mới vừa về luôn á chủ quán đang dọn dẹp để mà đóng cửa thì bà chạy vô bà chạy vô thì nhờ người ta cũng hên đó người ta đưa bà về người ta đưa bà về rồi bà cũng không có dám cởi mà cái mấy cái người á chủ quán thì bà có cởi nha cái lúc mà bà mới dừng lại thì bà nói là tôi gặp quỷ tôi gặp quỷ như thế từ chủ quán người ta cũng sợ người ta mới lấy thay vào một người á lấy chiếc xe chở bà về á không ta lấy hai người, người ta đi người ta mới chịu ta nghe bà cởi là bà nói là bà gặp ở chỗ cái nhà quan người ta nghe ta sợ về nhà rồi á thì bà hai này thì bà không có bệnh như ông chú tịnh nhưng mà mấy ngày sau á bà hai có cái kiểu là giống như là bị ám ảnh á bệnh thì không bệnh chỉ có cái là ám ảnh rồi sợ là không có đi làm được thôi mà nó là làm liên tục bà hai là kêu bằng đêm nào nằm mơ cũng thấy cũng thấy bị dược bây giờ ngủ ngơi không có được là nửa tháng trời như vậy đó cái mắt của bà hai nó đen kịnh luôn là không có móc lúa móc gì cả ở nhà cũng đem ra cúng này nọ mà cúng cũng không dám đi ra ngoài cái nhà hoang nó cúng nữa. nhà cửa của người ta là phải muốn cúng thì ra cúng với lại là, là là cũng sợ bởi vì cúng cũng gần gần nhà thôi thì sau nửa tháng này bà hai bà mới bệnh nè lúc đó không bệnh mà nửa tháng sau cái bà sợ quá nám ảnh và nằm mơ này nọ cái chứ không có bị nhát cũng không có bị là, là đi theo gì cả cái bà hai bà bệnh bà bệnh xong rồi cái bà hết bệnh là đâu từng lấy bà hết à bà hết xong rồi đó, là một tháng trời sau á có nghĩa là cũng gần một tháng mấy hai tháng sau bà mới ra bà cởi thì lần này bà cởi nhà của cái bà hai này á thì có quen có qua lại với nhà của cái em em thành em thành với em tâm thì bữa đó bà cũng đi vô nhà và đi ngang đó rồi gặp mẹ của em thanh này, cũng kêu vô nói chuyện chơi nói chuyện nghe nói là ừ, bệnh tao hỏi thăm dân quê tao vậy đó lâu lâu mà tao biết bệnh rồi cái đi ngang mà gặp cái người ta kêu là tao hỏi thăm thì hỏi thăm vậy thì mới cởi cởi thì vô tình cái em thành em nghe được nè em nghe được xong rồi em mới đi ra ngoài quán em ngồi uống cà phê bữa đó là uống uống cà phê rất trưa em uống cà phê thì lúc đó cũng có mấy cái người bạn mà không có cái cậu tiếng chỉ có hai cái người bạn thôi là ba người ngồi uống và trong hai người bạn này thì có một cái người á à, tên là Dũng. Cái người này là liên quan tới câu chuyện cho nên là bảo nói còn người kia là bảo không nhắc nha. Cái em Thành mới kể cho Dũng nghe với lại cái người bạn thứ ba nghe, ba người kể trong quán. Là nói là ừ. Cái à, bà hai á bả dời bả gặp vậy. Thì cái người bạn tên Dũng á, mới nói vậy nè, nó trời đất ơi nữa, lại nữa hồi đó cũng có cái ông uh, chú tịnh ông cởi ông cởi xong rồi cái ông, ông tiến đó ông ra ông ngủ có gì đâu thì lúc này nói thì kiểu mà trong quán này cũng có nhiều người có người lớn người nhỏ gì lum hết trơn nói chung là cũng hơn cả chục người á thì mới xúm nhau bàn qua bàn lợi cái có cái ông này ông này là bạn thân của ông chú tịnh thì ông mới nói như vậy ông nói hồi đó chắc thằng đó nó hên hay là nó làm sao đâu á chứ thằng tịnh là nó không có nó dốc cái vụ đó đâu mà bà hai này là bà hai này bà nghèo nhưng mà bà không bao giờ bà nói dốc. có nghĩa là hai bên một bên là đứng về cái có những cái người ở trong sớm mà cũng vui người ta đứng về cái phía của cái ông chú này thì nó nhiều hơn cái số lượng mà đứng về phía của thành kiểu mà nói thì không phải là cự cãi gì nhưng mà giống như là đang tranh luận với nhau là trời chú bằng cái thà, cái cái ông ông bạn của con không ông tiến đó ông đi vô ông ngủ cả đêm trời có sao đâu còn cái ông bên kia thì nói là tại vì chắc là nó nó nó, nó thằng này nó cũng uh, sao á, nó cao số hay sao đó thì nó không bị nhát chứ trời đất ơi tao nói thiệt với mày á nha bà hai là hồi đó giờ bà đi làm ban đêm ban hôm là không thua với đàn ông đó là gan dạ dữ lắm đó, mà còn gặp vậy đó mà uh, ông uh, mà thằng, uh, tỉnh tịnh nó cũng vậy đó mà tao nói bay nha bay nhậu nhạc gì nhậu nhạt chứ bà đừng đi ra ngoài đó thì nói qua nói lại trong cái cuộc nói chuyện đó nó dẫn đến một cái việc cái ông chú kia thấy là nhỏ mà mày cãi hoài cái ông tức ông mới nói giờ và tụi bay nói ngon á thì tụi bay đi ra ngoài đó đi tụi bay ngủ đi tao cho tụi bay chịu cho bay đi hai thằng luôn thông thường là đố là chỉ đi một người thôi mà cái ông chú này kiểu mà giống như nó là đang nói qua nó lại là cũng tức cái ông mới nói là đi ra ngoài đó tao cho bay chịu cho bay đi hai thằng đó thì ba ông bay chọn cho hai thằng là lúc đó cái ông chú này đang nói với lại em thành thì em thành nghe kiểu mà mới lớn lên mà cũng háo thắng uh, thêm một phần nữa là uh, anh tiến á anh đi đó có gì có bị gì đâu bản thân em thành còn phải bỏ tiền ra để đẩy anh tiến nhậu mà cái em tiến mới nói rồi bây giờ ông nói chú nói vậy phải không rồi con đi ra ngoài đó cái ông chú này ông mới nói như vậy ông mới nói cho hai thằng bay đi nhưng mà hai thằng bay bây giờ hiện tại phải ngồi đây đi thì ông mới lấy cái điện thoại á ông điện cho cái ông bạn của ông mà ông bạn ông rất là gan thì ông mới nói là bây giờ ông đi vô nhà đó ông lấy giùm tôi cái gì nhỏ nhỏ đi ông đem ra ông giấu ngoài cái nhà quan đó Rồi tôi cá đố với thằng này một cái thì chính đó là ai cũng kiểu mà cái câu chuyện nó đang sơm mà người này nói người kia nói cái ông bên kia đó thì ông nghe điện thoại ông nói ra ngoài đó làm gì mới đầu thì ông nói vậy nhưng mà nói một hồi cái ông chịu cái ông mới về á Ông mới lấy cái đầu bấm móng tay nha các bạn mà nó bị cũ rồi. Ông mới đi ra ngoài đó, ông giấu là cái ông chú này ông kêu là giấu làm sao mà phải là chỉ mới biết chứ tìm là không thấy. Thì ông mới đi ra ngoài đó ông giấu. Mà ông đi ban ngày. Ông giấu ông giấu bên ngoài nữa, ông đâu có đi vô nhà đâu. Ông giấu xong rồi á là lúc đó ông ông lấy mấy cái lá mục con bư lên á ông nhét vô trong á. Rồi ai biết được đâu mà kiếm. Mà mà mình giấu là giấu bên ngoài nha cái sau khi mà giấu xong á thì ông kia mới điện thoại lại là ông nói là ừ, tờ tôi giấu rồi vậy vậy đó còn cái chỗ á thì lúc đó là cái ông chú ông không có hỏi giống như cái sợ bị bể đó thì ông mới quay sang ông nói với lại em thành á với cái em dũng á là hai thằng bay ngủ phải không thì bây giờ hai thằng bay phải đem cái điện thoại theo đi ra ngoài đó hai thằng bay ngủ mà nói chung là tao điện giờ nào là hai thằng bay phải nghe giờ nấy Nhưng mà khi tao điện á là không mắc trái ngủ tụi bay đâu, tụi bay đừng lo. Tao điện á là tụi bay phải đi kiếm cái món đồ mà tao kêu ông bạn tao giấu. Kiếm món đồ đó là trong vòng từ chỗ đó đúng không? Về tới đây á là chỉ có một cây máy gần hai cây số thôi mà tụi bay đi xe nữa. Có nghĩa là khi mà tao điện thì tụi bay phải 10 phút phải có mặt ở đây hoặc là 15 phút, từ 10 tới 15 phút. Đây là cái cách mà ông chú này đảm bảo cho cái việc á là Thành và Dũng Hai người bạn này phải có mặt và ngủ ở đó Chứ lỡ nó nhận lời xong về nhà ngủ Xong cái quay ngang nói sáng giờ tôi ngủ rồi lấy 1 triệu thôi Ở đâu có được Phải có cái sự chứng minh ở đó Có nghĩa là ông chú này ông nói là khi mà ông gọi á Thì phải bắt máy lên Rồi Ông chỉ cái chỗ cho lấy cái đồ đó là phải về liền Nếu mà hai người không có ở đó thì trong cái thời gian 10-15 phút đâu có làm được đó à, thì nói chung là ông chú này cũng rất là cao tay nha thì cuối cùng á là em thành với lại em dũng là đồng ý cho cái việc đó đồng ý xong rồi thì ông chú này ông còn gia thêm một cái lợi nữa là hai thằng bay á chiều nay là không có đi làm là rồi thì bây giờ bay bay cứ ngồi đây uống nước đi bay ăn trưa vậy tao trả tiền là không cho tôi bay ra khỏi quán đó à, là có nghĩa là cấm không cho ra mà nếu mà hai người bạn này đi ra ngoài một mà quán á xin lỗi các bạn đi ra ngoài tối mà đi ra cái chỗ cái nhà quan nó ngủ á mà còn kêu thêm một người nào nữa là thua tại vì ông chú này ông nói ông sẽ nhờ người chở ông là chở qua lại ông dòm thật ra thì ông chú này ông nói để cho mà à, em thành với lại em dũng là không có ăn gian thôi chứ thật ra ông cũng không có đi qua đi lại gì cả ông chỉ là giữ số điện thoại và tối ông gọi ông định là giống như là không phải là ông chú nào mắc ý gì mà kiểu trong cái lúc nói chuyện á thì thấy uh, em thành nhỏ mà cứ trả lời hoài cứ nói là cái chuyện mà không có không có hoài mà ổng thì ông nói có cho nên là ông tức ông nói vậy nhưng mà ông nói là mấy cái chuyện tâm linh này cũng không có giỡn được thì ông mới dự định trong đầu á là cho tụi này nó 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 nó, đi ra ngoài đó nó sợ sợ chút xíu thôi rồi cỡ 10 giờ đó là mình điện cho tụi nó về được rồi mà nghe nó cho đó linh lắm thế nào cũng nhắc tụi nó à mà nhắc sơ sơ thì cũng không sao đó, ông chú này cũng cẩn thận hơn nữa, là ông mới nhờ cái ông bạn mà, mà 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 ông kêu giấu đồ đó, ông nói thì đêm nay á mày đi với tao, mà ở đừng cho tụi nó biết, ở cách đó chừng cỡ uh, trăm mấy thước thì có cái nhà của cái ông đó thì cũng quen, đó, thì mới đi vô trong đó nghe ngóng coi cái lỡ mà cái tụi này nó có gặp cái gì á, thì chạy lại nói chung ông chú này đố thì đố nha, tức thì đố vậy thôi, nhưng mà cũng lo, à. cũng lo cái hậu về sau thì có thể nói là phải nhờ nhờ cái ông chú này như vậy đó nghe thì hai cái người bạn mới tin ninh với nhau á tiếng ngủ một mình còn không sao mà bây giờ hai mình ngủ làm gì có chuyện tối đó mới đi vô đi vô thì nói chung là cũng không có đem nhậu vụ gì theo nhậu thường thường là đem theo nhậu đó nhưng mà giống như là chơi là chơi cho cái ông chú này tâm phục khẩu phục lúc đó là nghĩ vậy bởi vậy là không có đem rượu gì cả không mượn rượu ngủ gì hết đi vô thì hai người đem theo nước đó, giờ thuốc hút Mà ở nhà ăn cơm nó no rồi Giờ đem ra dài trái cây ăn ổi xài vậy đó Cái tối đó mới vô Vô thì ăn hồi á, là cũng 8 giờ Mà ở trong đó thì nó buồn Hai người thì Mới mắc hai cái giỏng Mà lúc này là mắc thẳng ở trong nhà luôn nha Chứ không phải là mắc ở ngoài máy hiên như hồi trước đâu Hai cái giỏng thì Một cây cột á, là cột hai cái đầu giỏng Còn hai cái kia xéo ngang như này Giống như hình chữ V vậy đó Mà quay mà quay hướng vô trong Cột xong thì hai người mới nằm Nằm thì kiểu nói chuyện với nhau chơi Cái điện thoại á Thì trong đó là không Thời điểm đó là mở mạng mà 4G là trong đó yếu xìu à mà không được 3G vậy đó mà mà, mà mở không có được Bởi vì là không có mở mạng Không có coi được cái này cái kia Thì hai người mới ngồi nói chuyện và đặt cái điện thoại á Ở trong giỏng mai nãy nằm Thì để điện thoại ở trong giỏng vậy đó mà lúc này là chưa có kéo cái đồ lợi cho mũi chích nha để mà chống mũi chết chưa kéo lại thì mới banh cho đỡ như vậy hai người nằm thì cái người mà nằm ở bên trái ở gần cái cửa là anh dũng còn cái người mà nằm bên phải sát vô cái vách á là anh thành hai người đang nói chuyện thì lúc đó mới nhớ ra là có tám giờ mấy 9 giờ tối à cái em dũng á đang nói chuyện nói chuyện vậy đó nãy giờ đang nói sơm tụ hai người bạn nói sơm tụ với nhau mà tự dưng em dũng nó 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 quá trời là nó đâu năm phút mà cái ông ở đây không có trả lời cái em thành em không có trả lời cái em dũng mới, mới nói gì kỳ vậy sao tao nói chuyện với mày hoài mà không trả lời mà cái lúc đó thì em dũng đang nằm mà nằm sát xuống dưới cái giọng này nè thì cái đồ mà cái võng mà để mà chống mũi thì các bạn biết rồi nó cao lên vậy nè bây giờ là giờ qua đâu có thấy Muốn thấy là phải kéo cái giọng xuống mới dòm qua được. Thì em Dũng mới thấy lâu quá là bạn mình không có trả lời mà kêu mày uh, sao tao nói chuyện mà không trả lời trơn vậy Thành. Ừ. ừ. Cái kiểu vậy đó, không trả lời mà theo kiểu là nói vậy nè. Ừ. ừ. Cái em Dũng mới nói nữa à, nữa à. Bạn đêm bằng hôm giỡn giỡn. Ừ. ừ kiểu mà hứ hứ nhẹ nhẹ vậy đó cái em dũng em dũng này kiểu mà lạnh người nổi hóc kiểu mà giỡn giỡn kỳ vậy tại vì hai cái giỏng nằm gần nhau mà theo hình chữ v thì hai cái chân của họ đó là gần như là đấu với nhau rồi mà lúc này thì không có cảm giác được cái chân cái chân của em dũng mới đá, đá đá qua bên cái đầu giỏng coi coi là cái chân của em thành còn đó không thì đã đá qua không có nhưng mà đặc biệt đó là biết là em thành là không có đi khỏi cái giỏng tại vì cái cái cột của nó cũng yếu mà đứng lên đứng xuống là nó phải phát ra tiếng cái em dũng ơi không có thấy trả lời đi mà cứ ưa ưa như hoài kiểu mà cũng tức nó thật thằng điên này mày mày làm gì vậy thì vừa nói mới mới dán cái cái, cái nè hạ cái giọng xuống rồi mà đưa cái mặt qua dòm trời đất ơi vừa đưa cái mặt qua cái em thành cái mặt chàng cái mặt vậy nè mà ngồi trên cái giọng đó nha hai cái chân để dưới ngồi giọng mà chòm qua vậy nè theo kiểu giống như là một ai đó đang chòm mà nhòm xuống vậy đó. Dòm xuống dòm vô, vô vô cái mặt của em Dũng vậy nè Em Dũng em dòm vô một cái là lúc đó nó tối Tối hậu qua à? không Cái điện thoại thì Để nó tắt rồi Cũng không đem theo cái đèn gì cả Trời ơi em Dũng gặp hết hồn Mà lúc đó thì sợ có sợ nha Nhưng mà lại nghĩ là Em thành giỡn Cái Em Dũng xe Nhào nhào là kêu bằng lộ, lộn là xém té xuống cái giọng đó mà đứng về được đứng như được thì đứng cách xa em 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 thành ra đâu cỡ ba bước chân nữa thì dòm lại thì thấy em thành vẫn giữ nguyên cái thái, cái thái độ vậy nè ừ, ừ, sau cái cười cười mà cái cười trong miệng á ừ, 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 cười vậy đó ừ, 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 cười cười mà giống như, như rên vậy đó dũng nó trời 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 thành 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 mà giỡn cái gì mà điên điên khùng khùng như thành ừ giỡn cái mày giỡn cái mày hát nộ xong rồi đứng dậy đứng dậy rồi ha cầm cái giọng mà các bạn biết mấy cái giọng đó, nó, nó nó, nó, chắc vừa gì mà cầm xé như các bạn đứng dậy xong cái cầm cái giọng lên tẹt ra tẹt, tẹt. để dằn cắn cắn cãi cài kêu bằng tẹt ra tẹt dũng này em không cái em dũng này em không biết gì chứ nó cho 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 mày làm như thanh 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 mới vừa bước lại nha ông sốc sốc lên trợn mắt mày mày là rượt là vượt em dũng em dũng mới chạy ra ngoài la lên là biết bị nhập rồi la lên ma ma, ma ma cũng may nha cái giờ đó đó thì cái ông chú này nè ông mới dụ cái người bạn là giống như đi ngang làm bộ đi ngang đứng gần gần gần, gần ở đó thì cái lúc mà đứng gần đó cho nên là cánh sáng của cái đèn của cái nhà kế bên đó nó ngang qua nó hắt cánh sáng qua được cái hai người này thấy thấy là em dũng chạy ra ở phía sau là em thành dược mà dược cái kiểu kỳ lắm vượt mà hai cái tay thẳng băng xuống vậy nè chạy bằng hai cái chân không mà các bạn biết cái người mình bình thường nếu mà muốn chạy á là phải hai cái tay phải phải vậy nó mới giữ được cái thẳng băng mà còn chạy đưa hai tay xuống như nè và hai cái chân chạy bịch nhưng mà chạy được á không té hai ông cái lúc này cũng gặp vô là nghe cái cái, cái cái em em dũng là quỷ quỷ mà hai ông đã nói là cái chỗ này nó có ma rồi sắp sẵn cái tinh thần rồi thì vừa gặp như vậy rồi chạy lên liền hai người cái ông bạn của cái ông chú này ông gan ông chạy là ông ôm ông canh phía sau ông ôm tới vậy nè nó gầm, gầm gầm gừ gừ nghe gầm 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 vậy đó thì mới la lên thì lúc đó mấy cái nhà ở gần gần người ta chạy ra ta tiếp là được được sáu bảy người đó đè lợi <laughs> đè lợi rồi mới đem vô đem vô rồi nó lúc này nó không sợ vậy các bạn ném về lấy mấy nhánh dâu nè quất cái bằng quất đỏ dày cái người của của, của, của em thành luôn rồi có người đã chạy về nhà Đã cho cha mẹ của em Thành hay mới chạy qua Chạy qua thì cái lúc đó cha của em Thành nghe nói vậy đó Cũng vô nhà lấy tỏi nè Rồi lấy ba cái cho uh, Lưu lư hương đâu đó <laughs> Rồi đem ra Kêu bằng nước tiểu cũng nít đồ Tùm lum hết trơn Không sợ Thì thấy nó, nó quá dữ rồi Cái người ta mới năn nỉ Mấy người lớn người ta biết người mới năn nỉ Nói là bây giờ cặn gì nói thì nó mới nói nó không phải là nó ở đây nó chết á là lâu lắm rồi và hồi trước á là theo kiểu là uh, cái mộ thì nó nằm ở dưới gần cái đìa và sau này cái đường nó mới phẳng ngang vậy nè à, thì cái nhà đó đó thì nó dính ở cái góc ở chỗ cái góc nhà phía sau á bước ra một nửa bước thôi chừng kiểu là năm tắc đó, là ở dưới á nó nói là nó chỉ là nằm ở dưới chứ xương cốt gì mà mục hết rồi. Là cái ông đầu tiên ông vô ông ông cắt cái nhà đó đó thì thật sự thì ông không không có nhát. Nói là nó không có nhát. Nhưng mà lâu lâu cái ông nó học vía ông thấy. Cái ông sợ ông đi chứ nó chưa nhát cái, cái gia đình đó. Nó thì sao này ở mình nó, nó buồn, nó có cái nhà kế bên nè mà lâu lâu giỡn chút xíu cái sợ không dám mở. để nó chọc phá vậy thôi, nó chọc phá xong rồi á thì cái nhà đó người ta không ở cái nó buồn cứ ai đi qua lại mà hợp với là nó nhát mà nó nói nhát rất là nhiều nghe rồi nói cho chú chú uh, chú tịnh nữa nhưng mà nó nói là cái thằng đó đó cái thằng đó đó nó vô nó không xin tao tao mới nhát nó thôi chứ nó xin tao là, là tao mới nhát nó còn cái bà kia nghe tao đi vô mà bà tưởng tao chủ nhà chủ nhà nào ở đây đi mất tiêu rồi nói chuyện giống như người sống vậy mà nói hình 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 vậy đó hồi nãy thì làm hùm làm hổ nghe lúc mà lấy vôi đồ quất này nọ làm hùm làm hổ ghê lắm nhưng mà cái lúc sau năn nỉ thì nó vừa nói kiểu mà vừa nói vừa cười cười Rồi người dòm dòm tới người này người kia cái cười mà nó nói vậy thôi chứ lúc mà nhập vô rồi dòm người nào cười là người đó kêu bằng là không dám dòm lại á yêu yếu dưới là bỏ chạy đó cái nói năn nỉ quá trời luôn nói hai nhỏ này nó có làm gì đâu nó vô nó ngủ thôi mà như vậy vô nó ngủ thôi hả nó ngồi nói chuyện nó âm sùm hết chứ giống như nhà của nó vậy đó nhà tao mà nhà tao mà nhà tao mà thật sự là hai cái người bạn là em dũng nè với lại em thành nè vô nói chuyện nhất là nhiều và nhập lại nhập với em thành cái mà dỗ dỗ vô ngực kìa nè thằng này nè nó bày đặt nó tại hay nó nhát mà nó bày đặt nó tại hay không có thằng này á là chỉ hoàng dũng á không có thằng này nó không dám đâu mà tại có thằng này nó mới vô đó nó tại hay đó tao nhập nó cho nó biết tao nhập nó cho nó biết trời ơi nói xong năn nỉ năn nỉ dữ dằn lắm thì mới chịu là nói là thôi tại tao nhát vậy thôi chứ tao cũng sắp sắp đi rồi tao sắp đi rồi nó sắp đi mà hỏi đi đâu là không nói ờ à, dám à, hỏi là đi đi đâu mà cặn gì đặng đặng đi không cái kiểu mà ta người ta năn nỉ mà ta hỏi là cần cái gì đấy? Bây giờ xưa người ta nói là theo mà tâm linh mà à, cần đi thì cần có đốt ngựa đồ ngựa giấy đồ này nọ hay là, à, là tiền bạc đặng làm lỗ phí gì đó thì mới hỏi là cần không nó không đi thì người ta lợi người, người ta đưa đi chứ mắc gì mà, 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 mà ngựa giấy đốt làm gì nhập cho nó biết nó tin không có ma tao nhập cho nó biết thì nói xong á nha hồi cái sức năn nỉ hồi sức sức ra thì không có đòi cúng gì chứ nó ông nói là ông sắp đi rồi không có đòi cúng mà thật sự nghe qua cái lần đó rồi á là mấy bữa sau em thành bệnh có bệnh đó mà bệnh cái kiểu kỳ lắm bệnh mà uống thuốc không hết niệm phạt cái hết họ, họ không niệm phạt cái thì giống như kiểu là chống mặt nhức đầu kiểu vậy đó uống thuốc không hết niệm phạt cái hết mà theo kiểu là lúc đó không phải cái dạng mà bệnh đâu các bạn theo như bảo nghĩ là không phải bệnh đâu là cái kiểu là sợ quá bị cái trường hợp đó rồi xong cái sợ quá cái tinh thần không có tối ngày cứ sợ ngồi rung lo rung lo thì nó nhức đầu nó nặng đầu thôi mình suy nghĩ một cái chuyện gì đó mà mình suy nghĩ không ra hay là mình đang sợ cái việc đó mình nhớ tới cái việc đó hoài là mình cũng nhức đầu mà chóng mặt cái kiểu giống như tinh thần vậy đó thì tôi mới nghĩ tới cái chuyện ừ cái dòng này nó theo nó theo cái sợ em thành nó sợ sợ xong cái đầu cái niệm phật thì bây giờ nghĩ cái chuyện tâm linh mà thì phải mình niệm phật thì niệm phật cái đầu cái giống như là một cái liều thuốc tinh thần vậy đó cái niệm phật vô cái tư tưởng là giống như là niệm phật là nó không lợi gần được cái cái đỡ không có suy nghĩ tới chuyện đó nữa từ từ nó giảm chứ thật ra thì sau cái lần đó là, là, rồi không có gặp nữa không gặp cái dâm cho, cho đó nữa mà cái chỗ đó người ta cũng không nhắc ai nữa chứ đó. là trước đó ông nói là ông đi rồi mà tại ông nhập cho nó biết nó đừng có bán bổ thì cái lần đó rồi là em thành từ đó về sau là không có dám mà thách thức cái gì chứ Mà ngay cả cái ông chú kia nữa Mặc dù là cũng nhờ ông đó Nhưng mà ông cũng lấy bài học để đời Là thôi đừng có thách đố ai hết trơn Đừng có tức giận chút xíu thách đố người ta vô cái chuyện đó Dù là, là, là người ta chấp nhận thì có gì người ta chịu Nhưng mà dẫu sao á Cũng có liên quan tới mình Tại mình mình thách người ta mới đi Mà mình biết cái chuyện đó không tốt mà mình thách ta làm chi đó, Thì cái câu chuyện này tới đây được kết thúc nhưng mà về những cái việc mà thách đố nhau với cái việc mà liên quan đến tâm linh đó các bạn tốt nhất mình đừng nên làm đừng đừng là cái người mà chứng minh gì cả cũng đừng là cái người mà tức quá và thách người ta tại vì cái việc đó nó không có lợi nó không có lợi gì cho mình cả mà lại có cái nguy cơ là giống như mình phạm tới người ta người ta ở đó người ta có làm gì mình đâu à, rồi câu chuyện đó là kết thúc à, cảm ơn em tâm đã gửi câu chuyện về em thành anh của em à. Chúc gia đình em sức khỏe à, và cảm ơn em rất là nhiều. Còn bây giờ thì Bảo xin chào, à, hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn có một đêm ngủ thật là ngon giấc.